Tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị là một số cây mai cúc 36 cánh với mai đại lộc, mai của nó là 39 đến 54 cánh nha. Bao hàng chơi Tết luôn nha cô chú anh chị. Em bao ship, bao sống và bao bông chơi Tết luôn. Đây là cây mã số thứ nhất là cây cúc 36 cánh nha. Đó, cây mã số là D1 nha cô chú anh chị. Cũng quá trời luôn cô chú. Rồi, đâu hoành đi. Hoành 12. Hoành 12, cái cũ nó dữ lắm, cái cũ ha cô chú anh chị. Đo cái hoành cũ luôn ha, là 35 ha. Cúc 36 cánh nha cô chú anh chị. Chiều cao 60. Ghép bít đầu hết trơn rồi. Tàn ngang là 50. Rồi, cây mã số D1. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 800k ha. Em bao ship tặng nhà luôn. D1. D2. Rồi, D2. Đây cũng là cây cúc 36 cánh nha cô chú anh chị. Hàng cũng khá là đẹp. 17 hoành. Không được anh em, không được. Chiều cao là 40. Tàn ngang là 45. D2. Cây này giao lưu với cô chú anh chị là chỉ 700k thôi. Cúc 36 cánh. D3. Cây này thì hơi nhỏ nhưng mà lắc khéo ha. Cây này ghép bít đầu này cô chú anh chị. Đây. Ghép cũng được 2 năm mấy, 3 năm rồi. Ghép bít đầu rồi. 10. Hoành 10. Cúc 36 rồi cô chú anh chị. Chiều cao 75. Tàn ngang là 50. Rồi, mã số là D3. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là chỉ 600k thôi, bao ship tặng nhà. Cúc 36 cánh. D4. D4. Luôn, cây này thú dữ luôn nha cô chị ơi. À. 13 hoành. Chiều cao 30. Tàn ngang là 45. Cây mã số là D4. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là chỉ 700k thôi. Để rẻ luôn cô chú anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn nha cô chú anh chị. D5. D5. Cũng cúc 36 cánh nha cô chú anh chị. Cây này có dàn sơn nước dây ha. 12 hoành. Cao 25. Tàn ngang là 45. Rồi, cây mã số là D5 phải không? D5. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị là cũng 700k luôn ha. Cúc 36 cánh nha cô chú anh chị. Bông to bự như bông hồng cô chú anh chị. Rồi, tới lô mai đại lộc, bông 39-54 cánh ha. Cây này có củ dưới này rồi, em chưa bư lên cô chú anh chị. Giữ ẩm á. Hành 15 ha. Cao là 40. Tàn ngang là 60. Rồi, cây này để cho cô chú anh chị cũng 600k thôi. Mai đại lộc 39-54 cánh. Cây mã số là D6. D6 rồi, tiếp theo luôn. D7. Rồi, tiếp tục là cây mã số D7. Ba bo. Cây cốt khá là đẹp nha cô chú anh chị. 16 hoành. Chiều cao 40. Tàn ngang 55. Cây mã số D7. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là chỉ 700k thôi. Đại lộc 39-54 cánh. D8. Ồ, củ này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Củ này khá to ha. Mua cái củ thôi là cũng bộn tiền của chú anh chị ơi. 20 hoành. 20 hoành. Chiều cao là 45. Tàn ngang là 50. Rồi, mã số là D8. Cây này giao lưu với cô chú anh chị là 800k ha. Bao ship tặng nhà luôn. Bao ship, bao sống, bao bông luôn cô chú anh chị ơi. Bao bông chi Tết luôn. D9. D9. Cây này cũng là mai đại lộc 39-54 cánh nha cô chú anh chị. Vô dây hết nước ha. 16 hoành. Chiều cao 26. Cô chú anh chị nhìn thấy nách nách ôm bông dữ lắm cô chú anh chị ơi. Tàn ngang là 33. Bao bông luôn cô chú anh chị ơi. Cây này cũng chỉ 600k thôi. D9, 600k, mai đại lộc. D10. Bao ship, bao sống, bao bông. 15 hoành. Chiều cao 30. Tàn ngang 35. Rồi, cây mã số D10. Cây này giao lưu với cô chú anh chị là 700k ha. Bao ship tặng nhà luôn. Rồi, đây cũng là cây cuối cùng ha. Rồi, xin chào cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị clip sau.